rồi bây giờ quay trở lại vấn đề bà con hay hỏi nhiều Đây, về vấn đề cái vấn đề này là mấy anh em hỏi hỏi này vấn đề cháy lá này nó có những nguyên nhân sao thứ nhất là có những nguyên nhân hệ rễ nó yếu cái thứ hai là khi chúng ta xử lý làm bông làm mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo của nhịp cầu nhà nông quý bà con có thể quan sát không cái vườn sầu riêng thì mình đang đi chung với Vinh và Đăng hai em cũng rất là dễ thương Tứ Hải gia huynh đệ bây giờ cái hệ thống tưới nước nó thi công bây giờ nó phun phun nó nó phun vô camera luôn nè bà con bây giờ thì anh em ngồi ở tại đây để đàm đạo em lâu cái camera cái nha bà con lâu camera lên nước ha à, sầu riêng đây quý bà con sầu riêng vườn thì đa số tất cả cái cây đều như vậy nó đang mang giai đoạn mang trái À, Thực tế ở đây em cũng nói với quý bà con luôn à, Khi mà cây sầu riêng chúng ta làm bông làm trái á, Thì chúng ta để trái nó phải vừa đủ à, Chúng ta không để quá nhiều với Thứ hai là cũng không để quá ít Nếu không để quá ít thì cái lượng dinh dưỡng nó đưa vô á, Thì cái sầu riêng của mình trái nó to Thì nó cũng là sầu riêng giạt, sầu riêng chợ Mà trái nó nhỏ thì nó cũng là sầu riêng cũng hơi dạt giạt luôn Thôi bây giờ nói vấn đề đó thì bà con mới hỏi mình á là thường thường mấy cây sầu riêng như vậy để khoảng bao nhiêu trái. Thông thường á một cái sầu riêng mà bắt đầu ở giai đoạn 5 năm tuổi đến 6 năm tuổi thì chúng ta khoảng để 40 trái. 40 trái là vừa. À, nếu mà cây chúng ta à, tốt á thì chúng ta khoảng để khoảng 50 trái. Còn nếu như chúng ta cảm thấy cái cây của mình yếu 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 thì à, 40 trái. Và sẵn cái video ở đây thì cũng rất là nhiều quý bà con mới hỏi về cái vấn đề là cái cây sầu riêng bị cháy lá hay là khi mà giai đoạn làm bông làm bông làm trái mà nó bị cháy cái đầu lá này thì nó bị như thế nào? À, bây giờ mình sẽ khắc phục ra sao? thì Thường thường em đề xuất với bà con tại vì cái vườn sầu riêng này trong cái giai đoạn cũng gần cắt rồi à, nên mình không phun thuốc. À, còn mà khi cái vườn này mà nếu chúng ta mà nó còn trái mà nó còn gần mà gần già gần chuyển cơm thì chúng ta có thể phong phun thuốc để hỗ trợ cho cái bộ lá của nó. Thứ nhất thì bộ lá nó khỏe được thì nó mới dẫn được cái dinh dưỡng và nó tổng hợp các cái à, chất cái dinh dưỡng để nó dò vào nuôi trái thì bây giờ á, thì thật ra nói đạt thì hay không đạt thì vườn sầu riêng sau này chúng ta bán đi rồi chúng ta thu được tiền thì chúng ta mới biết đạt hay không đạt nhưng mà bây giờ khi mà vườn của bà con gặp cái tình trạng như vậy Ha, thứ nhất là chúng ta quản lý nước Tất cả mọi thứ đều rất là ok Còn nói với vấn đề nước thì như Đăng cũng đã chia sẻ Cũng như là mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều video Thì đối với cây sầu riêng mà chúng ta có Một cái lượng như này lớn rồi Chúng ta phải đi ít nhất là 2m2 xung quanh Để chúng ta đủ cái lượng nước Và cái nước thì chúng ta có thể là em đề xuất luôn là 4m cũng càng tốt Để cho nó đi xung quanh tán đều Cây sầu riêng Rồi vấn đề nước nói về nước thì cái mặt nước ở đây à, bà con có thể nhìn thấy rằng là từ ở dưới mặt nước đến cái mặt bờ của mình á cái mặt mà mặt ruộng của mình á gần như là nó chỉ còn có, có 50 cm thậm chí mà nó ăn gian phải 40 cm thì nếu như vậy thì nó cũng quá gần đối với cây sầu riêng thì nó sẽ làm cho hiện tượng hệ rễ nó yếu và khi mà hệ rễ yếu thì cây nó cũng ngừng phát triển và đặc biệt là nếu như cái môi trường chúng ta nước chúng ta không quản lý tốt á, thì cây nó rất là dễ bị bệnh á, cái thường thường là bà con cũng biết cái môi trường ẩm độ cao thì vi khuẩn nó xâm nhập và cây sầu riêng thì nắng không mưa, mưa chịu nó như con gái 15 chứ không phải được như 18 nữa 15 bây giờ nó coi tiktok rồi nó coi zalo coi xài zalo rồi nó hơi khó chịu lắm thì quản lý nước nó cũng là một cái vấn đề nói về riêng về cái ống nước à, viên cái hệ thống tưới nước thì chúng ta ráp hệ thống tưới nước thì chúng ta từ cái giai đoạn mà kiến thiết đến giai đoạn kinh doanh đến giai đoạn kiến thiết là chúng ta làm cái hệ thống tưới nước chúng ta tưới nói mà nó mới cười luôn nè bà con nói mà hai ba quỷ nó ngồi nó nó cười nè đấy lâu lâu như nó coi hoài linh hài á mấy cái này rồi bây giờ nói về cây sầu riêng à, ha À, thì để chúng ta làm được cây sầu riêng là chúng ta cũng trải ra rất là nhiều giai đoạn tới 5 năm mà cái giai đoạn thật nó thẳng như quý vị anh chị các bạn luôn ăn ngủ không yên mà giai đoạn này T tới giai đoạn này là phải canh này ăn trộm nó nhiều lắm ha thì đến cái giờ giai đoạn mà giai đoạn này thì chúng ta bắt đầu chờ gọi là chúng ta hồi hộp là lụm tiền thôi. Nhưng cái quan trọng chúng ta cái giai đoạn bắt đầu bắt đầu cái giai đoạn mà chúng ta trồng là giai đoạn kiến thiết. Còn đến giai đoạn này kinh doanh thì giai đoạn kiến thiết cũng chúng ta em đề xuất luôn là nên đi hệ thống tưới nước trước. Thứ nhất lúc ta lúc đó chúng ta quản lý cái vườn nó khỏe, ở trong nhà chúng ta chỉ cần bật cái bơm hoặc là điều khiển từ xa. Mình điều khiển từ xa được mà phải không? Dạ, đúng. À, có hệ thống điều khiển từ xa thì chúng ta chỉ cần bấm là nửa tiếng đồng hồ sau là chúng ta cái vườn chúng ta nó có à, đầy đủ nước hết cho vườn rồi bây giờ quay trở lại vấn đề bà con hay hỏi nhiều Đây, về vấn đề cái vấn đề này là má anh em hỏi hỏi này vấn đề cháy lá này nó có những nguyên nhân sao thứ nhất là có nhiều nguyên nhân cái hệ rễ nó yếu cái thứ hai là khi chúng ta xử lý làm bông làm bông đó, chúng ta xịt quá nhiều cái lăn dằn đọt hoặc là kali hoặc là mkb dằn đọt rằng lá nó cháy cái bìa lá ha rồi cái thời gian mà chúng ta siết nước á chúng ta siết nước cũng không cái thời gian làm cái hệ rễ nó yếu cho nên khi mà chúng ta quan sát nếu cái đầu lá của chúng ta mà nó có cái hiện tượng này đây này cái hiện tượng đây nè đây là mình nói cho em quan sát này ha sẵn bà con quan sát luôn là lúc nó bắt đầu nó cháy cháy tới đây không à đây này chứ tới đây ngừng khi nó có hiện tượng chúng ta nó cháy tới đây là chúng ta bắt đầu phải xịt thuốc liền không cho nó lây lan vào nếu như nó sẽ thuốc cờ nó nó đứng ngay chỗ đây liền thấy không nó đứng ở đây thì cái hệ lá của chúng ta nó phát triển nó lây lan vô tới đây luôn á, là gần như cái lá chúng ta mất đi 30 phần trăm bông nó quan hợp Được. nó dẫn đến chất dinh dưỡng và tiếp tục chúng ta quan sát này cây này đang cây này lá này chúng ta có nhìn, nhìn thấy cái lá nó mất đi dịp lục tố mà giống như là lá trắng này, nó bị trắng 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 thì lúc mà cái thời gian á, mà cái cây á, mà nó đang cái giai đoạn mà chúng ta đang đang, đang làm thụ phấn làm bông làm bông mà nó bị nhện nhện đỏ nó hút chất dinh dưỡng và cái thứ hai nữa là nấm khuẩn xâm nhập cái này là chúng ta phải xịt nấm khuẩn này mà chủ vườn này kỹ là kỹ là bảo vệ cho bà con có nghĩa là ở ừ, gần thu hoạch rồi ổng không muốn xịt sợ là sử dụng như xịt thuốc hay xịt này nó ảnh hưởng vô trái thì sau này cái, cái cái, trái nó không sợ là ảnh hưởng đến người tiêu dùng cái này là điều tốt nên thực sự là chú điều tốt chú không có muốn xịt gì nữa hết giờ chỉ thu hoạch xong là xịt thôi nhưng mà cái này thì mình cũng khuyến khích là thí dụ như xịt cái dạng như là mango gin siêu áo giáp á làm cho xanh cái lá nó là hoạt chất vi lượng không có gì hết chúng ta xịt cho nó đứng cái hết cái này lại để nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái trái của chúng ta nó đưa dinh dưỡng vào nó nuôi trái và cái lá nó đủ dinh dưỡng nó nuôi cái lá nó xanh thì nó 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 quan hộp tốt còn lá nó mà cứ dày thì nó quan hộp nó yếu hơn thì trái của mình nó nếu mà lá chúng ta xanh thì trái của mình nó nó đỡ sượng hơn sượng muối là con sầu riêng nó sượng muối cũng là một vấn đề rất là căng thẳng chứ không phải giỡn đâu nghe nói về vấn đề nước thì chúng ta quản lý nước cũng phải rõ ràng cái thứ hai là chúng ta quản lý nấm khuẩn đây này này đây này coi đây này này đấy năm hồng này, thấy không Nấm hồng à, thật ra bây giờ bây giờ bản thân nếu như anh là vườn đây thì anh xịt nấm hồng thì không sao không đâu ảnh hưởng gì trái đâu nó cũng xịt vô nó xanh lá xanh trái hết giữa vườn này kỹ cho người tiêu dùng thì chúng ta cũng ok vấn đề đấy ha à, thấy không còn à, giai đoạn làm bông nó nói nãy giờ là mấy đứa nó cười thôi bây giờ mình đi vô đi vừa nói vừa, vừa nói vừa vô bây giờ em hái mấy cái lá rồi cho bà con coi ha à, cái này là to chi chung hả à? <laughs> này đúng á anh Đen anh nói anh, 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 ok ha rồi bây giờ chúng ta vô vừa chèo thiền vừa vô này là collector chum mà collector chum là nó sẽ ăn lan 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 vào đây chúng ta xịt nó đứng cái đầu lá này lại này, ở trong vườn này cũng có cây bị cây hông và cái nấm hồng nha chúng ta quan sát cái nấm hồng còn mực nước thì chúng ta cố gắng hạ xuống thấp một chút xíu cái này quan điểm của anh hai là nó cũng có đúng có nghĩa là, là anh muốn để cho nó quen anh để cho anh để cho nó quen cái cây sầu riêng nó quen tuy nhiên rằng là à, về lâu về dài nó không có tốt Điện cây thù đi nó lớn thì rễ nó ra nhiều và nó đâm xuống rễ khi nó đâm tới đây rồi nó thụt lại đúng không ví thí dụ như giờ em đang em quen đi em đâu có dám em muốn ăn em đâu có dám bước ra khỏi cửa em cứ ở trong nhà mới lạnh hoài đúng không đó yeah. ờ yeah. ừ, cứ sốc ừ. phải không kiểu sốc đó <laughs> thì chúng ta quan sát một cái cái vườn để cho tất cả quý bà con anh em mình nó có một cái dữ liệu để chúng ta có thể là ứng dụng cho vườn của mình à, sau này mình uh, thành công hơn à, anh hai á, anh hai thi thì ảnh cũng cũng đã rút được cái kinh nghiệm cũng rất là nhiều khi mà rất là nhiều quý vị bà con chia sẻ thứ nhất là về để trái thứ hai là quản lý mực nước cái cũng cũng như là làm hệ thống ống nước ống nước thì riêng như anh đề xuất là là ống nước ngay từ đầu là ok nhất ống ừ. tưới ngay lúc đầu ừ, làm tưới ngay từ đầu là ok đúng cái cỏ nó cũng rất là quan trọng nha. Vườn để cỏ là cứ vô vườn giữ để cỏ làm mề. Em nghe nói là bây giờ là để ví dụ mùa mưa để cỏ thì nó sẽ thoát hơi nước thoát nước nó tốt hơn đúng không anh? Cái này ha, nói về vấn đề cỏ thì để anh phụ cập lại ha. Khi cỏ là ở trong cái gốc chúng ta cào ra. Yeah. Nha. Mà cỏ thì đúng là nó chống chống sói mòn. Yeah. Nó chống sói mòn và và mùa nắng thì hầu như là ít tưới hơn. Còn mùa 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 mưa thì tất nhiên không cần tưới rồi. Nhưng có dướng cây xào nha ông nội à, bà con có thể nhìn thấy ha à, hôm nay thì một cái chia sẻ nói rất là nhanh rồi mấy anh em nó ngồi nó cười từ lưa học dư hết à lên à, anh 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 hai thi đó anh ngồi đó anh chuẩn bị anh đi đám cưới hay sao đó Đó à, gặp đại xu vậy rồi à. à. à, thôi thì muốn mến chào tất cả quý bà con anh em đã theo dõi video bye bye chào bye bye quý vị